Thủy đã đến tham dự chương trình lễ meeting phát động chiến dịch hành động vì động vật hoang dã tại Quảng Trị năm 2024. Chương truyền truyền thông lễ này là một trong các hoạt động quan trọng của hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học với thông điệp con người có cặp, thú rừng có đôi, ngừng ăn thịt thú rừng, gặp thiền cho đời. Với thông điệp con người có cặp, thú rừng có đôi, ngừng ăn thịt rừng, gặp thiền cho đời. Tại sự kiện quan trọng này, tôi kêu gọi sự chung tay của cộng đồng và các cấp các ngành liên quan cùng hành động vì động vật hoang dã, đẩy mạnh tuyên truyền và kêu gọi mọi người dân, cộng đồng hãy nói không với thịt thú rừng, xây dựng lối sống có trách nhiệm với hệ sinh thái, làm điều thiện với thiên nhiên. Hiện nay có hơn 8.000 loài động vật và thực vật hoang dã đang bị đe dọa nghiêm trọng, trong khi gần 30.000 loài khác có nguy cơ tuyệt chủng hoặc dễ bị tổn thương. Hệ sinh thái đang bị đe dọa hơn bao giờ hết, và việc phục hồi các hoạt động, các loài động thực vật hoang dã giờ đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của các quốc gia. Rừng là nơi thu sống yên bình, nhà là nơi ấm áp thân tình. Nhưng tại sao người gây ra cái chia lìa làm cho tan nát gia đình? Thu đâu đừng nhìn, mang tình yêu thương thiết tha, đâu chỉ loài người chúng ta. Thu rừng luôn gắn bó theo bầy đàn, đâu thể rời xa. Bên nhau lớn lên, duy trì giống nòi. Dù rừng xanh mãi muôn đời, ngừng ăn thịt thú rừng, ngừng ngừng chia ly thú. Ngừng chia ly thú là tạo phúc cho muôn loài. Ngừng ăn thịt thú rừng, ngừng ngừng chia ly thú. Ngừng chia ly thú đã góp thiên cho đời. Thịt rừng cả miếng nguy cơ chúng cho thịt rừng cả miếng. Cái chia lìa làm cho tan nát gia đình. Thu đâu đừng nhìn, mang tình yêu thương thiết tha, đâu chỉ loài người chúng ta. Thu rừng luôn gắn bó theo bầy đàn, đâu thể rời xa. Bên nhau lớn lên, duy trì giống nòi. Dù rừng xanh mãi muôn đời, ngừng ăn thịt thú rừng, ngừng ngừng chia ly thú. Chia ly thú là tạo phúc cho muôn loài. Ngừng ăn thịt thú rừng, ngừng ngừng chia ly.